Chào cả nhà, hôm nay Khanh lại giới thiệu cho cả nhà một cái chương trình khác cũng không kém hấp dẫn so với lại cái chương trình 80 triệu nhận xe ngày hôm qua Khanh mới vừa gửi. Chương trình này chỉ dành cho một số phân khúc khách hàng thôi. Thì Khanh cũng chia sẻ một thông tin để cho anh em mình được rõ, chứ không phải là áp dụng đại trà giống như cái chương trình mà ngày hôm qua Khanh đưa lên cái video là 80 triệu nhận xe. Thì Khanh cũng xin phép chia sẻ luôn, đây là một gói lãi suất cực kỳ ưu đãi 0.625% một tháng. Và anh chị em mình mua xe với gói lãi suất 0.625 một tháng sẽ được giữ suốt thời gian 3 năm không đổi. Và sau hết 3 năm anh em có thể vay ký hợp đồng tối đa là 6 năm. Và khi anh em ký hợp đồng 6 năm, hết 3 năm khuyến mãi giữ suốt thời gian như vậy, anh em sẽ có một cái lãi suất ưu đãi sau thời gian không quá 9.5% một năm. Tức là anh em chia ra là nó chỉ có 0.8% một tháng thôi. Như vậy thì nó cực kỳ rẻ luôn anh em. Nhưng cái gì rẻ, cái gì tốt thì cũng chỉ áp dụng một cái phân khúc, một số điều kiện nào đó thôi. Thì mọi chi tiết lát nữa anh em sẽ coi phía cuối video, Khanh sẽ đưa ra thông tin rõ ràng hơn và với số tiền trả trước là bao nhiêu dành cho những khách hàng nào. Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu lại chiếc xe, cụ thể là chiếc Lux A, dành cho những anh em nào mà chưa tìm hiểu, chưa coi cái chiếc xe này và chưa khám phá chiếc xe Lux A. Lux A thì trên mạng có rất là nhiều cái bài test, rất là nhiều cái bài về trang bị vân vân. Thì Khanh chỉ xin phép là đi nhanh những cái trang bị của chiếc xe thôi. Về Lux A đứng kế bên phải Khanh đây, đây là cái xe bản full. Thì bản full nó sẽ, anh em mình sẽ nhận biết đầu tiên đó là phần bộ mâm. Đây là bộ mâm. Mâm xe là mâm 19 inch. Này, cái mâm này nó rất là to. Đó. Đối với mâm to anh em đi nó sẽ thể thao hơn, đẹp hơn, bám đường tốt hơn rất là nhiều so với lại một cái mâm 18 inch. Đó. Đối với xe có sẵn hệ thống cảnh báo áp suất lốp, có nghĩa là lốp mà xẹp xuống khoảng tầm 2kg thì nó sẽ báo lên đồng hồ tablo là bánh xe nào nó bị xẹp luôn. Nhưng để chi tiết hơn thì một số anh em mình thường đem xe về sẽ nâng cấp thêm cảm biến áp suất lốp, thì chính Khanh cũng đang sử dụng thêm cảm biến áp suất lốp để biết cái lốp xe này thực sự nó đang là 2kg hay là 2kg1 hay là 2kg6. Về phần đầu xe thì nó được trang bị là cụm đèn LED, LED cho cả cốt và pha. Anh em mình nhìn thấy cái đèn nó nhỏ như vậy thôi nhưng mà đi ban đêm cực kỳ sáng. Nếu anh em có điều kiện chạy chiếc xe này ở đường cao tốc là ban đêm anh em sẽ cảm nhận được cái độ sáng của nó rất là bám được. Nó sẽ có những cảm biến gốc nè. Đây là một chiếc xe dài 5m thì cái việc mà trang bị cảm biến gốc cực kỳ hiệu quả. Anh em sẽ đo được cái khoảng cách đầu xe khi anh em mới vừa làm quen chiếc xe. Đối với bảng cao, bảng giữa thì sẽ có thêm là camera 360 độ và anh em dễ dàng nhận biết được camera này. Nó nằm ở ngay cái cụm light, cái cụm gương. Và phần mặt gương nó sẽ có sấy gương luôn các bạn. Một cái việc mà trang bị sấy gương thì nó rất là, mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, rất là rẻ. Tại sao mà những chiếc xe Nhật nó không trang bị? Thì VinFast là họ thiết kế xe dành cho điều kiện Việt Nam thì họ rất là hiểu là đường Việt Nam mình cần gì và muốn trang bị những món nào. Rồi. Camera 360 độ cũng rất là hiệu quả nha. Rồi. Về phần gương, đây nè, hai cái gương ở phía sau là cái gương màu đen tối màu, giúp cho những cái ánh nhìn bên ngoài mà nhìn vào trong xe sẽ bị hạn chế đi và người ngồi sau cũng mát hơn rất là nhiều. Đây là một cái thiết kế rất là hay và Khanh cũng rất là thích cái xe có thiết kế như vậy. Thì Khanh cũng có nhiều cái video về chia sẻ các chiếc xe Khanh đã chạy. Hôm nay thì chạy được là 11.000 cây số rồi các bạn. Đã bảo dưỡng qua 8.000 km, Khanh bảo dưỡng chỉ mất 1 triệu 6 thôi. Về phần đuôi xe thì ba phiên bản anh em nhận biết được rất là rõ là ở phần bô đôi. Đây là bô đôi. Bô đôi chỉ có trên phiên bản cao cấp và phiên bản giữa là gọi là bản Plus á. Thì nó là bô đôi. Còn các bạn mà nhìn thấy một cái bô bên trái, bên trái thôi, nó là bô đơn á, thì nó là bản base. Nó chỉ khác nhau bên ngoài nhận biết thôi. Còn phần tất cả mọi chi tiết còn lại phần đuôi giống nhau hoàn toàn.
Đó. Còn cốp xe thì bản giữa và bản cao cấp này sẽ là cốp mở điện, còn bản base nó là cốp mở tay thôi. Anh em hoàn toàn có thể nâng cấp cái cốp điện lên, anh em có hoàn toàn có thể nâng cấp cái bộ lipo này để cho cái bô mình nhìn nó cân hơn nếu anh em mua bản base. À, một cái việc nâng cấp nhẹ nhàng thôi. Đối với phần nội thất thì đối trên cái bản cao cấp anh em có thể tùy chọn 3 màu nội thất: màu kem, màu nâu, nâu sô cô la, hoặc là anh em thích màu da bò thì anh em có thể tùy chọn cái màu nội thất theo cái phong thủy, theo cái phong cách. Khanh ví dụ giống như nhà mà anh em mình có con nhỏ nhiều thì mình hạn chế màu kem, bởi vì các cháu nó hay làm bẩn cái bộ ghế mình mất công phải lau, thì mình có thể chọn màu nâu hoặc là màu kem, nâu da bò hoặc là màu sô-cô-la này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, anh em mình xài xe nó sẽ đỡ cực hơn rất là nhiều. Đối với phiên bản cao, anh em còn có cái đèn ambient light. Đây, một cái đèn ambient light thì nó sẽ sáng màu xanh. Còn những anh em nào không thích màu xanh thì mình có thể đổi màu trắng, màu vàng, màu đỏ, vân vân. Về phần nội thất thì phiên bản cao này là sẽ có màu sẽ có chất liệu là da nappa. Thì phần da nappa này nhìn rờ vào rất là mịn. Còn về tiện nghi thì anh em có thể xem giúp giùm Khanh là phần tiện nghi ở phía trong thì sẽ có cửa gió hàng ghế sau nè. Có cổng sạc 12V, có cổng sạc 220V, rồi có thêm một cổng outlet giúp cho mình mở rộng những cái tiện ích giống như là laptop nè, rồi giống như là sạc điện thoại. Mình ngồi phía sau là mình control được hết. Rồi, về phần ghế. Đối với phiên bản cao cấp này thì ghế là chỉnh điện và chạy tới bằng điện luôn. Nó sẽ khác so với lại bản giữa và bản base. Bản giữa và bản base nó vẫn là ghế điện nha, nhưng mà khi anh em trượt á thì nó là trượt cơ. Một cái điểm mà nó hơi buồn cười chút xíu, nhưng mà Khanh nghĩ thì nó cũng, nếu mà một người chạy giống như Khanh một người chạy thôi thì Khanh không cần phải trượt điện nè, gần như cái ghế nó đâu có chỉnh đâu các anh. Rồi, xe mình sẽ có cảnh báo điểm mù nè, cảnh báo điểm mù trên gương nè. Rồi, hệ thống đèn tự động, rồi gạt mưa tự động có sẵn trên xe. Về phần nội thất thì ở phía trong anh em sẽ có trang bị là cái gương hậu trong xe chống chói nè. Vô lăng thì mình bọc da. Vô lăng bọc da của xe VinFast thì nó sẽ thiết kế hơi to hơn xe Nhật chút xíu, anh em cầm nó sẽ có cảm giác là chắc hơn, đánh lái rất là thích. Và nó cái bề mặt da nó sẽ hơi sần, nó không có bóng giống như xe Nhật. Thì mình cầm cái tay, đường Việt Nam mình điều kiện khí hậu miền Nam mình thì nó sẽ hơi nóng, thành ra là cái tay anh em mình lái một hồi sẽ bị đổ mồ hôi, thì cầm cái vô lăng này nó sẽ thích hơn. Rồi, hệ thống ga tự động cruise control có sẵn cho anh em mình. Rồi, màn hình thì tích hợp camera 360 độ, có hệ thống auto phanh tay điện tử, thiếu đi auto hold, một cái mà Khanh nghĩ là rất là cần thiết cho điều kiện miền Nam, nhất là anh em mà chạy xe trong Hồ Chí Minh. Nhưng mà thiếu thì nó cũng không phải là quá đáng, bởi vì ở đây mình trang bị là cái cần số điện tử rồi, thì khi anh em đậu đèn đỏ anh em chỉ cần bấm chữ P thì nó sẽ tự động kéo phanh tay lên, anh em không cần phải giữ ga nữa. Và khi mà chạy á thì anh em chỉ cần kéo xuống thì nó đã chạy rồi. Một cái thao tác rất là nhẹ mà cái tay của các bạn không cần phải di chuyển quá nhiều. Sau khi tìm hiểu về trang bị nội thất chiếc xe thì bây giờ mình sẽ tiếp đến phần giá, mà Khanh nghĩ cái phần này anh em mình rất là quan tâm. Và anh em lưu ý, giá thời điểm tháng 2 này được hỗ trợ thuế trước bạ 100%, nên mình mới được những cái giá Khanh chia sẻ. Và chỉ trong tháng 2 thôi, còn qua tháng 3 chương trình như thế nào thì bên Khanh sẽ cập nhật lại cho anh em sau, khi tháng 3 bên Khanh có chương trình mới nha. Đầu tiên về giá xe phiên bản cao cấp Lux A thì giá xe tháng 2 sau khi trừ thuế trước bạ 100% thì nó chỉ còn là 1.074.450.000 thôi anh em. Nếu mà anh em mua xe có thêm cái voucher 150 triệu thì mình sẽ trừ tiếp 150 triệu trên giá
1.074 tỷ nữa, thì cuối cùng chiếc xe anh em mua chỉ còn 924.450.000 thôi. Một cái giá anh nghĩ là cực kỳ hấp dẫn so với một chiếc xe to, chất lượng của BMW Serie 5, dàn chân, máy. Anh em phải lái chiếc xe này mới cảm nhận được những cái chất xe, chứ còn nhìn vào, ôi chiếc xe này nó có cái gì đó nó không hay và thương hiệu lạ, Khanh nghĩ nên lái. Về để anh em lăn bánh thì nếu anh em mua tiền mặt thì sẽ đóng 5 loại phí quy định của nhà nước mình, bao gồm trước bạ, đăng ký xe, đăng kiểm xe, lưu hành đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đây là 5 loại phí quy định bắt buộc phải có khi anh em mua xe và mua qua tiền mặt. Thì anh em có một cái lưu ý, Khanh có một cái lưu ý là thuế trước bạ của chiếc bản full này thì nhà nước mình sẽ thu là 137.320.000, chứ không phải thu theo 10% của cái giá sau khi trừ voucher là 924 triệu nha. Anh em lưu ý giùm Khanh, đừng nhầm lẫn chỗ này. Đây là giá quy định của nhà nước chứ không phải là bên Khanh quy định. Thì sau khi cộng 5 loại phí quy định của nhà nước, nếu anh em lăn bánh ở biển tỉnh thì anh em sẽ đóng thêm 140.700.000 nữa tiền phí. Thì tổng hai khoản lại thì chiếc bản full này anh em sẽ ra biển là 1.065.200.000 cho biển tỉnh. Nếu anh em lăn bánh biển Hồ Chí Minh thì nó sẽ đắt hơn 19 triệu, coi như là 1.085.200.000 nếu anh em ra biển Hồ Chí Minh, dành cho những anh em mua tiền mặt. Rồi bây giờ câu chuyện của Khanh với anh em là mua xe vay qua ngân hàng thì như thế nào. Mua xe vay qua ngân hàng thì Khanh giới thiệu cho anh em gói lãi suất 0.625% một tháng, giữ suốt 3 năm không đổi, có nghĩa là 7.5% một năm, giữ suốt 3 năm không đổi. Hết thời gian này, anh em sẽ được gói lãi suất không quá 9.5% một năm. Khanh nghĩ đây là một cái gói lãi suất trên thị trường gần như hiếm có. Và cái nào mà nó ngon, cái nào nó thơm, nó rẻ thì nó sẽ dành cho một số ít phân khúc khách hàng. Thì nó sẽ có một số điều kiện như sau. Điều kiện đầu tiên là anh em mình mua chiếc xe phải đáp ứng, đó là đi làm lương chuyển khoản, bắt buộc phải lương chuyển khoản. Anh em mình có ở Việt Nam mình thì có rất là nhiều anh em có một nguồn thu cực kỳ khủng, nhưng chỉ là thu nhập tự do thì không thể nào đáp ứng được cái gói này. Thì bên Khanh có những cái gói khác không cần phải chứng minh thu nhập, thì anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại phía dưới góc bên phải để bên Khanh sẽ tư vấn rõ hơn thông tin dành cho từng khách hàng. Và lưu ý lại với anh em là 0.625 chỉ dành cho những khách hàng có thu nhập bằng lương chuyển khoản, không nhận tiền mặt nha. Lưu ý giúp Khanh là Khanh xin phép nhấn mạnh lại để anh em đừng nhầm lẫn mình có được hay không, tiền mặt là không được. Rồi, về số tiền trả trước thì anh em chuẩn bị bản full này, anh em trả trước giúp dùm Khanh là 225.800.000, là tổng giấy tờ bao gồm có phí ra biển, thuế, phí thuế, bảo hiểm vật chất có luôn cho anh em rồi, nếu anh em lăn bánh ở tỉnh. Còn nếu anh em lăn bánh ở biển Hồ Chí Minh thì nó là 245.800.000. Đó là tổng giấy tờ để anh em lăn bánh chiếc xe bản full với cái gói lãi suất là 0.625% một tháng, giữ suốt 3 năm không đổi, và hết thời gian đó là lãi suất 9.5% một năm, được vay tối đa là 6 năm. Đó là những cái điều kiện mà Khanh muốn chia sẻ với anh em là về gói lãi suất giữ suốt. Còn anh em mua chiếc xe này thì với số tiền trả trước là 225 triệu cho biển tỉnh và 245 triệu cho biển tỉnh biển Hồ Chí Minh, thì anh em sẽ trả theo dư nợ còn lại với số tiền khoảng 17 triệu một tháng. Thì bản chi tiết thì bên Khanh sẽ gửi đến cho từng trường hợp cụ thể. Nếu anh em mình liên hệ với bên Khanh và cung cấp cho Khanh số tiền trả trước, tại vì đây là số tiền trả trước tối thiểu của một chiếc xe. Còn với những anh em mua xe nhưng thích, rất là thích chiếc Lexus này, nhưng với cái không muốn chi quá nhiều tiền, bởi vì đây là một cái thương hiệu mới, giống như Khanh thôi, Khanh không có chi quá nhiều tiền cho một cái thương hiệu mới mà không biết nói như thế nào, đúng không ạ? Thì Khanh gợi ý cho gia đình mình cái bản base nó sẽ phù hợp hơn, bản base nó sẽ rẻ hơn so với bản full này, nhưng nó sẽ vẫn đầy đủ những tính năng của một chiếc xe BMW Serie 5, chỉ thiếu một vài chi tiết nhỏ thôi, mâm nhỏ hơn một inch nè. Nội thất thì anh em chỉ có một màu thôi, anh em không có sự lựa chọn. Rồi không có cảnh báo điểm mù, bô đơn thì anh em hoàn toàn có thể nâng cấp được.
chi tiết nâng cấp được như thế nào thì bên Khanh sẽ hỗ trợ tư vấn thêm từng trường hợp cụ thể nha. Rồi, đối với bản base thì sau khi trừ cái chương trình giảm 100% thuế trước bạ, anh em mua với giá là 881.695.000. À, nếu anh em có voucher 150 triệu thì anh em sẽ trừ tiếp 150 triệu nữa, thì cuối cùng cái giá bản base anh em mua chỉ còn có là 731.695.000 thôi. Còn những anh em không có voucher, liên hệ với bên Khanh qua số điện thoại phía dưới bên phải để bên Khanh tư vấn thêm về cái chương trình hỗ trợ voucher, bên Khanh sẽ hỗ trợ cho mình nha. Đừng lo lắng, đừng ngại, mình cũng có thể có voucher nếu mà mình không có sẵn đó. Thì sau khi trừ đi voucher thì anh em mua với giá là 731.695.000, một cái giá Khanh nghĩ là rất là bất ngờ dành cho một cái phân khúc xe hạng D, hạng E mà máy 2.0 động cơ turbo gần 200 mã lực. Nếu anh em mua bản base mà thích nhưng lại thích về cái công suất của bản full trên 200 mã lực, 230 mã lực, anh em hoàn toàn có thể nâng cấp lên công suất rất là dễ dàng. Bên Khanh sẽ hỗ trợ tư vấn thêm nếu anh em mua xe tại chỗ Khanh. Sau khi anh em cộng thêm 5 loại phí quy định của nhà nước thì anh em mua tiền mặt với tổng giấy tờ của bản base nó chỉ có là 848.025.000 thôi. Và giá này chỉ áp dụng trong tháng 3, anh em lưu ý giúp dùm Khanh nha. Rồi, quay lại câu chuyện là anh em mua bản base với gói lãi suất giữ suốt thì như thế nào. Thì gói lãi suất giữ suốt thì Khanh xin phép đọc lại là 0.625% một tháng, giữ suốt 3 năm không đổi và cố định suốt 3 năm không đổi nha. Hết 3 năm thì mình sẽ có gói lãi suất ưu đãi là 9.5% một năm, tức là anh em lấy 9.5 anh em chia cho 12 thì nó sẽ ra phần trăm một tháng, thì nó khoảng 0.7 mấy, 0.8 thôi. Rồi. Với gói lãi suất 0.625% một tháng, giữ suốt 3 năm không đổi thì anh em sẽ chuẩn bị số tiền trả trước là 160 triệu là anh em có thể đem xe về. Với 160 triệu thì bao gồm tất cả phí thuế, cả bảo hiểm vật chất. Nếu anh em lăn bánh ở tỉnh, nếu anh em lăn bánh biển Hồ Chí Minh thì mình sẽ là 180 triệu, tức là biển Hồ Chí Minh nó sẽ đắt hơn biển tỉnh là 19 triệu anh em nha. 180 triệu là bao gồm tất cả phí thuế cho anh em lăn bánh biển số Hồ Chí Minh mua với gói lãi suất 0.625% một tháng. Thì về điều kiện thì Khanh cũng xin phép đọc lại là anh em đi làm lương chuyển khoản của vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng, lương chuyển khoản qua ngân hàng. Và đây là cái số tiền trả trước thấp nhất, anh em có thể trả nhiều hơn để hàng tháng mình ít lại. Với số tiền trả trước là 180 triệu cho biển Hồ Chí Minh, 160 triệu cho biển tỉnh, thì mỗi tháng anh em sẽ trả tiền gốc tiền lãi khoảng 14 triệu gốc lãi luôn. Đây, anh em có thể tất toán trước hạn thì nó sẽ có những cái gói tất toán trước hạn dành cho anh em mình vay rất là linh động. Mọi chi tiết thì bên Khanh sẽ giải đáp rõ ràng hơn cho tất cả anh em mình qua số điện thoại hotline phía dưới bên phải. Anh em lưu ý liên hệ trực tiếp để có giá và chương trình ưu đãi tốt nhất dành cho từng trường hợp cụ thể. Còn đối với những anh em mua qua ngân hàng, mua chuẩn bị chỗ Khanh nhưng không có khả năng về chứng minh thu nhập bằng lương chuyển khoản thì mình cũng đừng lo lắng, bên Khanh hoàn toàn có thể hỗ trợ cho mình. Nếu anh em mình làm nghề tự do thì cũng đừng lo lắng, hoàn toàn có thể hỗ trợ. Đã vay rồi, muốn mua vay thêm nữa vẫn được luôn. Hãy nhớ khi mua xe lết đừng quên những cái gói lãi suất của Khanh chia sẻ và nhớ liên hệ trực tiếp với bên Khanh qua số điện thoại 0780777953 để bên Khanh giải đáp thông tin cụ thể và rõ ràng hơn nha. Nếu anh em cảm thấy những cái video bên Khanh chia sẻ hữu ích, nhờ mình nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại.